Xin sống giới thiệu đến anh em bộ dàn Panasonic model là PM777MD. Mời các bác trải nghiệm trước em của bộ dàn nhé. Em sẽ có giới thiệu chi tiết về bộ dàn vào giữa và cuối video và sẽ có báo giá vào cuối video các bác nhé. Và tiếng sóng nơi biển lớn ơi anh những ngôi sao trên cao tặng anh chiếc khăn xuống để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cần bên nhau, để em vẫn tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim em còn cao và da diết trong nỗi. Tặng anh chiếc khăn gió ấm để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi tất cả anh em bộ dàn Panasonic model là PM77MD. Bộ dàn này thì tình trạng em nói luôn là mãi về, rất là tiếc là CDMD nữa không đọc. Con này thì chưa có cổng PMD hoặc là cổng AUX hoặc là cổng USB chân vuông để kết nối máy tính giải mã trực tiếp từ USB các bác nhé. Đó là các cái tính năng, các chức năng mà em muốn giới thiệu đến các bác. Nên CDMD con này lỗi không đọc rồi. Về chất âm con này cực kỳ là chi tiết và hay, đặc biệt thưa với các dòng nhạc Ecotit và các dòng nhạc vàng, các dòng nhạc Bolero. Đó. Chứ em rất là chi tiết và hay không nhá. Đặc biệt là con này có chỉnh equalizer ở trên điều khiển không nhá. Anh em có thể ấn em vào cái nút đây, nút này để chỉnh các hiệu ứng equalizer khác nhau: heavy, clear, soft, vocoder, off là tắt hiệu ứng equalizer. Bình thường dàn này nếu nghe hay và check cao, anh em để heavy cho em nhá thì check rất là cao luôn. Đấy. Ở nút này anh em nhá. Đây nút này. Đấy, tăng giảm âm lượng ở đây. Đó. Trước khi dùng điều khiển anh em ấn cho em vào nút TV này để cho nó nhận khiển nhá. Đây. Cho nhận khiển nhé. Rồi. Đó. Tất cả các dàn em bán thì em cố gắng đều sưu tầm các cái khiển học để cho anh em sử dụng thuận tiện nhất, và có thể nói chung là có điều khiển thì vẫn hơn là không có điều khiển, đúng không ạ? Cái chi phí có thể nó đội lên thêm một chút xíu, mấy chục nghìn thôi. Tuy nhiên thì mình rất là thuận tiện. Còn nếu anh em nào không lên điều khiển thì cứ báo với em, có thể sẽ bớt giá cho các bác nhé. Đấy. Và thông thường em sẽ cố gắng sưu tầm khiển cho các bác dùng cho nó thuận tiện nhất. Bộ dàn này bãi về hình thức tổng quan còn rất là đẹp. Hình tổng thể là màu đen, các bác nhé. Loa dàn màu đen được pha trộn một chút xíu màu bạc ở đây, nhìn cho nó có điểm nhấn. Rồi các tính năng anh em chơi AUX hoặc là chơi PMD, anh em ấn chạm vào cái nút này nhá. Đây, anh em có thể chơi USB này là cái tính năng giải mã từ PC xuống nhá. Đấy, con này AUX này. Thực ra thì với các cái bộ dàn mà có cổng PMD, anh em không nên chơi AUX.
Bởi vì khi anh em chơi đến PMD chơi đầm sẽ hay rất nhiều so với chơi đầm của AOX nhá. Đây anh em chỉ cho anh em những cái cổng PMD của nó nhá. Đây là cái cổng AOX của nó này. Còn PMD là cổng 1 này, ở phía trên nhá, ở phía trên này. Đấy. Cổng này tiếng vừa hay, vừa to, vừa hay và chi tiết luôn nhá. Có cái là chơi khi anh em chú ý em mà khi chơi cổng PMD thì anh em vặn cái mức âm lượng nó vừa phải nhá. Nếu anh em vặn quá là sẽ hỏng loa đấy, bởi vì cái cổng PMD nó ra cái chiếc âm là nó sẽ rất là lớn và công suất rất là khỏe. Đấy, cho anh em vặn nhỏ âm lượng anh em vừa phải thôi thì sẽ hay nhá. Với bộ dàn loa này thiết kế rất đẹp luôn, loa có chân đế các anh em đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đầu máy thì mặt gương luôn. Đấy, có thể soi gương được luôn em nhá. Tông màu đen. Tổng thể là còn là đẹp. Có các xích sắt không đáng kể anh em nhé. Con này gân cao su zin nguyên bản còn chơi tốt anh em nhé, nên bọn em chưa thay. Rồi. Rất tiếc bộ vàng này về thì cái căng thì một bên thì đẹp nhé, nên bên này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Bên này nó có bị gãy nhẹ anh em nhé. Em đã gắn lại bằng keo. Đấy, nó gãy nhẹ đây anh em gắn lại bằng keo rồi. Khi anh em tháo cái căng ra anh em chú ý anh em cái thao tác tháo nhé. Lắp hoặc tháo ra anh em cứ lắp đều và tháo đều cho em là được nhé. Đừng bẻ từng góc một. Mà mình chơi hai góc một như này là sẽ tháo đều ra thì không ảnh hưởng đến dây căng anh em nhé. Con này thiết kế căng của nó là dưới là trắng trên là đen, khi mình lắp vào nó rất phù hợp với cả cái đầu máy luôn đấy, nhìn nó thành một cái thể phía trên là đen dưới là trắng rất là đẹp luôn anh em nhé. Con này nghe hay và bày rất đẹp luôn, phù hợp các anh em là thích nghe rồi Buero đấy, khi mình lắp vào nó thành một cái khối đen ở trên và trắng ở dưới tuyệt vời luôn anh em nhé, nghe hay và bày cũng đẹp. Giờ xin phép báo giá với các bác với bộ dàn này Trung Kiên Audio đang bán với giá 1.300.000 đồng. Một mức giá rất là hợp lý cho anh em chơi. Giá em bán thì đã bao gồm phụ kiện là đổi nguồn và dây rác và đồng thời là điều khiển cho anh em nhé, đầy đủ tất cả cái thứ rồi. Anh em mua hàng chuyển cọc cọc duyên 300. Anh em mua hàng chuyển đủ 1.300.000 thì bên em sẽ tiến hành bao ship luôn cho anh em luôn. Thế còn với các đơn chuyển cọc thì bên em sẽ không bao ship nhé. Bên em sẽ bao ship với các đơn chuyển khoản đủ. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Cái con này là cái dòng loa, nó là dòng loa hai cầu các bác nhé, cho nên là khi anh em bắt cái dây loa này đây nó rất là phức tạp, có nhiều dây đây, anh em bắt đúng màu cho em, đỏ vào đỏ, đen vào đen, xanh vào xanh và trắng vào trắng là được em nhé. Đấy, có các màu cụ thể đấy rồi đấy, cứ bắt đúng màu cho em là được, không gì khó cả, rất đơn giản là thế thôi. Đấy, anh em để ý cho em là lắp được nhé. Rồi, tổng thể là đẹp các bác nhé, nghe hay bày đẹp luôn. Chơi phù hợp với không gian phòng ở 15 đến 20 mét vuông. Chơi hay ở không gian phòng ở 15-18 mét vuông hay tuyệt vời luôn. Sở trường nhạc ecotip và nhạc vàng. Đấy, thường con này nó không thực sự thích hợp với remix. Anh em nào thích nghe remix thì anh em có thể tham khảo cái mẫu của Sony nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.